Sẽ ra sao nếu bạn có 50 cô người yêu? Chắc chắn cuộc sống của bạn sẽ như tiền hoặc là tồi tệ như địa ngục. Hãy thử tưởng tượng tôi đã sắp xếp 50 cuộc hẹn hò thực sự với 50 cô gái cùng một địa điểm và cùng một thời gian. Điều duy nhất họ có một điểm chung là tất cả đều làm người yêu của thanh niên này, là Jack, người quay phim của tôi, cũng là bạn của tôi và là một chàng trai tự nhận là kẻ duy trì đồng đàn. Cậu ta đang được bí mật dẫn đến nhà hàng này ngay bây giờ mà hoàn toàn không biết chuyện gì sắp xảy ra. Jack, cậu có thể chào tất cả các bạn gái của mình được rồi đấy. Thật luôn đấy à? Sáng nay tôi chưa tắm, tôi cảm thấy không được ổn. Câu trả lời hơi bị kỳ quặc đấy. Và các bạn hãy cùng xem hành trình hẹn hò đến hết video này của Jack để thấy những khó khăn khi Jack phải dẫn về nhà ngủ với 50 cô người yêu sẽ ra sao. Thôi được rồi, đi nào, qua bên đây một chút. Chuyện này khiến tôi bắt đầu cảm thấy hơi khó tả. Thế cậu có mong đợi chuyện này không? Không, tôi tưởng chúng ta chỉ đi ăn sáng thôi. Lý do chúng ta ở đây là vì vài tuần trước, tôi đã nằm trên giường lướt mạng và thấy một đoạn video này. Trong đó người ta nói rằng bạn sẽ cảm thấy mạnh mẽ hơn khi mà là đàn ông nếu có ba vợ hoặc là nhiều phụ nữ vây quanh bạn. Và vì Jack có tiền sử thích nhiều cô gái cùng một lúc, nên tôi sẽ quyết định cho cậu ta là người hoàn hảo xứng đáng có 100 người yêu chia hai. Đồng hồ bấm giờ sẽ bắt đầu. Cậu có 1 phút ở mỗi bàn để làm quen với bạn gái của mình. Hi, I'm Jack. Và vì quá nhiều người yêu nên chúng tôi phải giúp Jack làm quen cho mượt trơn. Đôi mắt của em giống như những ngôi sao phản chiếu trên đại dương. Và nụ cười của em giống như ánh mặt trời xuyên qua những đám mây. Văn thơ thật lai láng, chất đầy hai háng. Thế là anh định tán tỉnh cô ấy ngay trước mặt tôi à? Anh không biết nữa. Nhưng những gì anh biết là em có một nụ cười rất đẹp. Và có gì đó trong răng của em che đi vẻ đẹp ấy. Anh sẽ nguyện lấy nó ra giúp em. Em muốn đẻ cho anh bao nhiêu đứa con nào? Có lẽ là 2 hoặc 3. Anh thích bao nhiêu thì chiều ấy nhiều. Anh muốn có 9 đứa. Tại sao lại là 9? Anh muốn có cả một đội bóng chảy. Các em đã từng bị lừa dối bao giờ chưa? Có anh định lừa dối chúng tôi đúng không? À thì anh đang có 49 người khác nữa mà. Các em nghĩ nhân cưới nên mua loại bao nhiêu tiền? 100.000 đô la, gấp 4 lần lương của anh. Và khi Jack hẹn hò đến bàn cuối cùng, phục vụ quyết định đưa ra hóa đơn nước của cậu ta. Cảm ơn vì đã hẹn hò ở đây. Tôi rất xin lỗi, thẻ bị thiếu tiền và từ chối rồi. Không thể nào, tôi chắc chắn là nó đủ mà. Thôi được rồi, tôi sẽ thanh toán hết. Chúng ta đã hết thời gian làm quen rồi các nàng ơi. Cảm ơn nha. Cậu thấy sao về khả năng của bản thân hẹn hò với tất cả những cô gái này? Một vài người tôi đã tạo ra ấn tượng xấu. Tôi nhận ra rằng Jack cần một chút lời khuyên về hẹn hò, nên tôi đã mời tới một chuyên gia. Hóa ra là Snickle, một YouTuber chuyển sang làm streamer về chủ đề nam quyền. Một cô gái đã đủ tốn rồi, làm sao có thể quản lý được 50 người đây? Cậu sẽ không thể có đủ tiền đâu. Hay tiếp tục lừa họ tin rằng cậu có đủ khả năng. Lời khuyên của cậu để giữ được 50 cô bạn gái là gì? Bắt họ lại như Pokemon, nhốt họ trong quả bóng và giữ trong tay mình. Lời khuyên của Snickle phần lớn là không thể đưa vào video được. Nhưng cả buổi chiều cậu ta đã cung cấp cho Jack một số lời khuyên hữu ích. Chúc may mắn người nghe. Tiếp theo, việc Jack lái một chiếc sedan 4 cửa rõ ràng là không phù hợp, nên tôi đã tìm cho cậu ta một cái gì đó rộng rãi hơn. Nhưng vấn đề lớn là quá nhiều người yêu. Đâm ra Jack phải chọn chỗ ngồi với ai bây giờ đây? Và lựa chọn đó sẽ nói lên rất nhiều cảm xúc của cậu ta đối với từng người. Đấy nha, các cô gái này là của cậu, nên cứ thế mà đi chơi vui vẻ. Em có hài lòng khi hẹn hò với anh cho tới bây giờ không? Dĩ nhiên là không rồi, hẹn hò chung với tận 49 cô gái khác mà. Ở đây không ngầu à? Ngầu với anh thôi chứ chúng tôi thì không. Cứ như cung nữ được ngồi chờ vua tới thi tẩm vậy. Khi các cô gái bắt đầu mất kiên nhẫn, tôi quyết định đưa họ đi mua sắm. Jack được đưa 1.000 đô la để tiêu xài trong lần này, và dĩ nhiên không đủ cho tất cả mọi người rồi. Sau khi chọn mua những món đồ rẻ hơn để tránh vượt quá ngân sách, Jack đã bắt đầu gặp khó khăn khi chọn mua gì cho mỗi cô gái. Và cuối cùng, sẽ có người không hài lòng và chia tay. À quên, cũng không thể bỏ qua một số phân cảnh mà Jack được khen chứ nhỉ. Jack cũng dễ thương đấy. Dễ thương, anh ta rất dễ thương. Tôi thích mắt của anh ấy, và đặc biệt là cô gái này khen Jack hết lời luôn. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi ra bãi biển, dừng chân tại một trung tâm thương mại mua sắm. 1.000 đô la là 25 triệu đồng ăn chơi hẹn hò với 50 cô người yêu. Cậu có thể tiêu 20 đô la cho mỗi cô gái, hoặc là tiêu hết 1.000 đô la cho một người. Nhớ rằng họ có thể bỏ cậu bất cứ lúc nào. Và thế là đã có một cô gái đề xuất vào cửa hàng hiệu như Louis Vuitton. Sau khi cân nhắc và thống nhất trên các cô gái đều muốn rằng ai cũng được mua quà, thay vì dồn hết 1.000 đô la cho một cô gái may mắn duy nhất. Các cô hẹn hò có vui không? Và một lần nữa, những cuộc thi vượt lên chính mình, xóa đói giảm nghèo. Các em hãy nhớ rằng ta chỉ có 1.000 đô la thôi. Anh sẽ tiêu hết cho các em. Hẹn gặp các em ở quầy thu ngân. Ai về trước anh sẽ mua trước. Ôi giời ơi, họ đang đi đâu vậy không biết. Nhân viên ở đây nhắc nhở rằng 1.000 đô la là không thể đủ đâu. Đồng thời bộ đàm lên gọi bảo vệ. Các cô gái nhanh chóng tìm lấy cho mình một món đồ. Cô gái này đang hứng thú với sản phẩm skincare. Cô này biết tiết kiệm cho bạn trai hơn, chọn mua đôi guốc đang sale giảm giá.
Hai cô này đang cầm chắc nịch trên tay chai nước hoa. Thậm chí là có cô mua đồ chơi. Các cô có chắc rằng Jack sẽ trả tiền mua nó cho mình không? Anh ấy sẽ mua mà. Còn cô gái này hiểu chuyện, không chọn một món đồ nào hết vì biết rằng không đủ tiền. Trong lúc ra tính tiền, vẫn còn một cô gái vội vàng đang chạy tới với một món đồ trên tay. Tôi nói thật với mấy cô thu ngân rằng chúng tôi chỉ có khoảng $1,000 thôi, nên vui lòng tính đồ cho tới khi nào đến con số đó nha. Nói đúng lúc lắm, vừa hay là tới ở chai nước hoa này. Này những người đẹp, các em có nước hoa ở nhà rồi, và chúng ta phải cắt bỏ những chai nước hoa đắt tiền, chưa kể người các em thơm sẵn rồi, nhưng anh hứa rằng sẽ có món gì đó tốt hơn cho các em sau này. Gương mặt của một số cô người yêu đã tỏ ra không hài lòng. À, thực ra vẫn cố nhét thêm một số món đồ rẻ tiền khác. Để rồi, ôi không, chúng ta đã vượt quá mức $1,000, trông cậu đang toát mồ hôi kìa, mọi người đều vui vẻ chứ? Tốt nhất là ra về, nhưng ai chưa có quà thì giơ tay lên nào. Và đây cũng chính là lúc căng thẳng leo thang. Những lời than vãn từ một số cô gái tỏ rõ thái độ, tóm gọn là chê. Tới khi xuống xe thể hiện độ ga lăng như bao chàng trai khác, chỉ có điều là đông quá. Như anh lơ xe du lịch, một cô gái đã chai cha không nhớ nổi tên của cô ấy. Để mà nói về buổi hẹn hò hoàn hảo thì đây là một phần trong đó. Bạn sẽ đi những nơi nào? Quán kem, ăn tối, rạp chiếu phim hay bãi biển? Đúng vậy, là bãi biển. Tôi yêu bãi biển. Các cô gái đang đi trước chúng ta. Có cô nào mà cậu thích nhất từ trước đến nay không? Có một số cô gái này, còn có một số cô gái phục vụ rượu, và Kate, Madison và cả Betty. Jordan chấm Jack hẳn 9 điểm. Vậy mà khi này Jack không kể tên cô ấy. Và chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò tuyệt vời, thế nên chúng ta hãy cùng khoác tay nhau hướng ra biển nào. Đông người yêu như quân nguyện, cứ như đám chim cánh cụt ra bờ biển vậy. Ngoài ra, đừng nhìn những gã trai kia. Mọi ánh mắt phải đổ dồn về tôi, để tương xứng với tất cả số lượng bạn gái của cậu. Tôi đã mua cho cậu một chiếc khăn tắm khổng lồ, nó lớn hơn 100 lần so với một cái bình thường. Cùng nhau trải ra và lên đi tất cả các em. Rất nhiều kẻ F3 hay không F3 cũng phải ghen tị với anh. Và một trong số những trách nhiệm lớn nhất của một anh người yêu là bảo vệ được cô gái của mình. Nên ban tổ chức đã thuê ra một số cộm cán tới gây sự. Họ nên khiêu khích cậu ta để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Trong khi ấy, Jay đang ngồi giữa tán ngẫu chém gió với nhóm người yêu rất gợi đòn. Thì tôi yêu cầu anh em hổ báo cao trồn vào cuộc và hủy diệt cậu ta đi. Chồng Jack đang làm trò tự tin và tận hưởng quá mà. Ở đâu ra mấy ông vậy? Đã vậy nhân tiện tôi sẽ thể hiện trước 50 cô bạn gái của tôi. Trong lúc trao đổi thể lực và cọ sát độ nam tính, thì có một anh chàng đang tranh thủ làm quen định hơn một trong số cô người yêu của Jack. Sau cùng, nhìn chung đây là trở thành buổi hẹn hò bùng nổ của mọi người. Nhưng hãy khoan vội mừng, vì tôi phải nói với các bạn về đoạn tiếp theo. Tôi đã lục lọi Instagram của Jack và tìm ra người yêu cũ thực sự của cậu ấy. Tôi đã mua vé máy bay cho cô ấy từ Michigan đến Los Angeles. Và ngay bây giờ cô ấy cũng đang có mặt tại bãi biển này. Khi cuộc chơi đã tàn ở bãi biển, mọi người đứng dậy và rời khỏi đây. Có một hai cô gái đã làm Jack thất vọng, nói lời chia tay với Jack. Tiếp nối cảm xúc đó là khoảnh khắc Jack gặp lại người yêu cũ thực sự. Đúng là một cú chôn cực mạnh của một phần video này. Nhưng họ vẫn bình tĩnh chào hỏi nhau. Thế nhưng... Nhưng cô người yêu hiện tại sẽ biết cách tạo tình huống. Đây là những người bạn gái mới của anh đấy. Tất cả đều sốc thật sự nghiến răng quá mà. Cảm giác như một giấc mơ bị sốt rét của cô bạn gái cũ. Nhưng rồi nhanh chóng cô ấy lấy lại được bình tĩnh và chất vấn Jack. Làm sao mà anh có thể đối xử công bằng được với tất cả những cô gái đó? Và chương trình biết rằng không nên để các cô gái đấu khẩu lầu. Vì kết quả như thế nào các bạn đã biết rồi đó, sẽ không êm đẹp đâu. Tôi nghĩ chúng ta nên về xem buýt thôi. Thật tốt khi chúng ta gặp lại nhau. Nhưng chúng tôi đã hỏi là Jack sau khi gặp lại người yêu cũ rồi, có dám tiếp tục quay video này với 50 cô người yêu mới kia không? Giờ tôi chỉ cảm thấy sợ thôi. Cơ mà nếu dừng lại thì phần còn lại của video này sẽ rất dở dàng. Vậy thì là bạn gái cũ của cậu ấy, bạn có lời khuyên nào không? Khi anh muốn bỏ cuộc, hãy xác định tìm lấy một cô gái có trái tim vàng và khiến anh mỉm cười, trao cho nhau một cơ hội. Đừng suy nghĩ quá nhiều nha. Lời khuyên hay đấy. Dĩ nhiên, đó là lời khuyên tuyệt vời. Nhưng nghĩ lại cách mà ngày xưa tôi chia tay với cô ấy thì không tốt. Đó là thời điểm quyết định buồn trong một mối quan hệ. Tôi đã chia tay với cô ấy và chuyện đó đã diễn ra qua điện thoại. Thật mừng vì tới giờ cô ấy không nghĩ tôi là một kẻ tồi tệ. Phần tiếp theo trong video hẹn hò này vẫn chưa kết thúc đâu. Cả nhóm lại lên xe di chuyển tới chỗ ăn chơi mới. Và như một thủ tục, Jack ở dưới xe chờ từng cô gái một cho tới tận người cuối cùng. Trước khi chúng ta vào trong, như thường lệ, tôi đã nói chuyện với sân vận động và họ sẽ có một trò chơi gọi là Kiss Cam. Họ sẽ chia camera vào cậu và khi màn hình trình chiếu, cậu phải hôn một ai đó một cách đồng thuận, nhiệt tình, cháy khét máy. Thế nên hôn sao cho hợp tình hợp lý nhỉ? Lên đường theo hướng này nào các em. Đi khoác hai tay hai em vẫn còn trống trải và hơi lạnh.
Vào bên trong, Jack lại phải bận rộn với việc sắp vé và ghế ngồi cho các em. Ghế L, ghế M loạn xì ngầu lên vì bản thân Jack còn không nhớ nổi tên của họ. Ổn định chỗ ngồi rồi thì đại bàng xoa cánh. Ủa đang tận hưởng đi đâu vậy? Vì một trong số người yêu nói muốn ăn xúc xích. Ôi mẹ ơi, đống coca này thì cầm kiểu gì? Và cả thùng ăn vặt snack. Đây chính là công việc bình thường của các chàng trai khi có người yêu thôi mà. Anh về rồi đây các quý em, toàn đồ ăn ngon thôi. Tôi cảm thấy vui vì họ đoàn kết với nhau, vì họ là mấy chục cái thế giới của tôi. Không có chi đâu các em yêu. Đằng sau kia là anh chàng có 50 cô người yêu, cô nghĩ sao về chuyện này? Nghe hơi bị ảo ma Shizuka. Nhiều người yêu là nhiều vấn đề. Tôi đảm bảo là cậu ta không kết hôn với ai trong số họ, vì 50 người tương ứng với 50 cái vấn đề. Mà này các bạn, vào lúc 6:15, chiếc camera đó sẽ chuyển sang dạng kids cam và Jack sẽ phải đưa ra quyết định. Sau quả này sẽ bùng nổ với tất cả những người xem quanh đây. Chính là thời khắc này, tôi đang lo lắng dùm cho Jack. Quá điên rồi, chính là khoảnh khắc này đang diễn ra, tôi không dám nhìn mặt. Tôi không thể tin được rằng cậu ấy sắp làm điều đó. Bên này nữa Jack ơi. Và thế là hôn luôn cho nóng trước hàng chục ngàn khán giả. Tôi không thể ngờ được cậu bạn tôi lại sướng thế. Tôi nghĩ không điều gì đủ để ngăn cản cậu ta tại lúc này. Và tất cả những khán giả thực sự trên khán đài này đều sốc. Biểu cảm trên khuôn mặt của mọi người đều tỏ ra sự ghê tởm, như là một người đàn ông đa thê hay gì đó. Cuộc sống của tôi sẽ không bao giờ được bùng nổ to hơn hôm nay. 80 năm còn lại trong cuộc đời tôi sẽ tồi tệ hơn hôm nay. Và cậu ấy thấy không hề sai vì điều đó. Ăn chơi nhảy múa chán rồi, nhưng cô gái này đang cảm thấy mệt mỏi. Nhưng may mắn là chúng tôi đã có một chỗ ở cho họ. Cậu biết chúng ta đang đi đâu không? Biết, là về nhà. Jack và tôi sống cùng nhau, nên tôi sẽ không để video này kết thúc mà không có một buổi ngủ tại nhà người yêu. Cuối cùng thì họ cũng không khác gì người yêu thật của cậu. Điều mà cậu ấy không nhận ra trong khoảnh khắc này là thí nghiệm này không kết thúc trong ngày hôm nay mà sẽ kết thúc vào ngày mai, nơi mà cậu ấy sẽ phải quyết định xem có tiếp tục theo đuổi nhiều bạn gái hay chỉ là chọn một người. Quá nhiều giường ngủ. Chào mừng về nhà. Jack lúc này vẫn chưa ngớt được mồm vì trong đầu quá nhiều tưởng tượng. Điều này là những gì cậu cần để trở thành người đàn ông thực thụ. Cậu vẫn muốn cuộc sống mới này chứ? Và để an toàn, trong phòng cậu, tôi đã thuê luôn vệ sĩ bảo vệ yêu thích của tôi. Bảo vệ sẽ canh cậu không được bỏ trốn khỏi cái cầu thang này tối nay. Và nếu cậu xuống dưới, tôi sẽ tát vào bì của cậu. Ngay sau đó là các cô người yêu được mời vào phòng. Dĩ nhiên biểu cảm của họ là rất hứng thú. Làm gì cho bùng nổ mở màn nhỉ? Là cuộc chiến đánh bằng gối. Rồi họ sẽ phá hủy mọi thứ mật. Anh xin chính thức được thông báo rằng chúng ta sẽ ngủ tại đây. Và anh mong rằng không ai khiến anh phải bỏ trốn, vì bảo vệ bắt được sẽ tát vào bì. Như một thủ tục thường lệ của các cặp đôi yêu nhau, là Jack sẽ phải chúc ngủ ngon với người yêu, không chỉ một mà là từng cô gái một. Chỉ có điều là Jack tới giờ vẫn chưa nhớ tên hết các cô gái đó. Để rồi bị giận dỗi đúng chuẩn bao cặp đôi yêu nhau. Suốt 14 tiếng hẹn hò trôi qua, Jack không nhớ nổi tên 90% người trong số họ. Thôi sao, chúng ta đã hôn nhau mà, sai tên. Tôi xin được thông báo quan trọng, ngày hôm nay đã kết thúc. Tôi sẽ không trả tiền cho các bạn trong video này nữa. Từ giờ trở đi, nếu bạn ở lại đây cho tới sáng mai, thì chỉ vì bạn thực sự thích Jack. Chúc ngủ ngon các em yêu quý. Anh yêu tất cả các em. Chúng ta hãy cùng xem có bao nhiêu bạn gái vẫn ở lại đây vào sáng ngày mai nhé. Thế là trời sáng, các cô gái đang rất đói. Tôi nghĩ cậu cần đi làm bữa sáng cho họ. Được rồi, Jack đã bị chia tay khoảng 35 lần trong giấc ngủ đêm qua. Còn bây giờ cậu ấy đang cố gắng làm bữa sáng cho 17 cô gái còn lại. Mặc dù họ ở lại, nhưng họ vẫn chê bữa ăn của Jack. Chê nhau luôn cái mặt. Vì vậy, tôi đã quyết định kéo Jack sang một bên để có một cuộc trò chuyện nghiêm túc. Chúng ta đã trải qua 24 giờ. Ôi chúa ơi, cậu đã trải nghiệm cảm giác có 50 cô bạn gái. Điều đó có xứng đáng không? Cậu có cảm thấy mình đàn ông hơn khi có nhiều người yêu như đầu video nói không? Tôi đã có thể làm cho cô bạn gái cũ của mình tức khi mà có 50 cô bạn gái mới. Tôi đã xuất hiện trên Kisscam và hôn 3-4 cô gái khác nhau. Cậu còn nhớ chuyên gia đã nói rằng phải bắt hết họ như Pokemon không? Ý tôi là họ là con người mà. Cậu đâu thể chỉ đơn giản làm như vậy. Câu hỏi lớn nhất mà tôi muốn hỏi là cậu có muốn tiếp tục theo đuổi cuộc sống có 50 người bạn gái không? Vấn đề lớn nhất là tất cả những sự chú ý và tình cảm của tôi bị chia tách. Và điều đó là không công bằng khi chia sẻ với 50 cô gái. Tức là họ chỉ nhận được 1/50% tình cảm từ người bạn trai. Hoặc tôi có thể là người bạn trai tuyệt vời nhất cho một cô gái. Ai chả, tôi cảm thấy đó là sự phát triển nhân cách ở đây. Phát biểu được lắm.
Nào các bạn có thể ngồi xuống được không? Tôi có điều gì đó muốn nói với các bạn. Các cô gái, ngày hôm qua là một trải nghiệm thay đổi cuộc đời. Các bạn đã dạy tôi rất nhiều điều. Không phải là về việc trở thành người đa thể, không phải về việc tiền bạc, không phải về những điều tốt đẹp hơn, mà là về thời gian và sự quan tâm. Và đó là điều tạo ra một mối quan hệ tuyệt vời. Tôi xin lỗi vì tôi không thể dành cho các bạn những gì mà các bạn xứng đáng. Các bạn biết đấy, mỗi người trong các bạn chỉ có vài phút ở đây và ở đó. Tôi nghĩ rằng cuộc sống đa thê không còn phù hợp với tôi nữa. Vì thế, thật không may, tôi sẽ phải chia tay với tất cả các bạn, ngoại trừ một người là Jordan. Bạn luôn là người tôi yêu thích. Bạn có muốn hẹn hò lần thứ hai nghiêm túc với tôi không? Và xin lỗi, bây giờ các bạn có thể tự do ra về. Jack đã chia tay với từng cô gái một, ngoại trừ Jordan, nhưng không phải ai cũng vui vẻ trọn vẹn ra về. Một vài ngày sau, tôi nhận được cuộc gọi này. Này bạn tôi, điều này thật là điên rồ. Các cậu đã đi đâu vậy? Chơi đảo Catalina. Chúng tôi đã đi leo núi và ăn trưa cả trên nước. Chỉ có Jordan hay là anh ấy đã hứa sẽ không có 49 người khác đâu. Hãy chớp mắt hai lần nếu cô đang gặp nguy hiểm. Không à? Vậy là ổn à? Không nháy mắt à? Trông cứ như một cặp vợ chồng đã kết hôn vậy. Tôi chỉ muốn nói thế thôi. Tôi tắt máy đây. Và nếu các bạn đang xem video này, nếu các bạn là người có 50 người yêu, thì các bạn có muốn này không? Hãy bình luận bên dưới nhé. Cảm ơn các bạn đã dõi theo. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's